chào đón quý vị đến với kênh YouTube của Cát Tường. Và bây giờ là đoàn của chúng em đã đến Sơn Tân Phú Quốc. Bây giờ là giờ nhập phòng. Thôi không mấy hai em chị ngồi hai đứa mình già hai đứa mình ngồi vậy đi chị. Nói thôi, già chiều nay mình coi nè. Cứ quên mai mình coi. Đúng mà không có già hả? Không. Cũng có chiều vô ra đó rồi đó. Ghê vậy đó hả? Trời ơi. Thì có tụi tôi bắt đầu em kính mít. Ôi. Em kính mít. Cái kỳ vậy? Bình thường em đâu có vậy. Mà bữa nay em kính mít. Xe đi về khách sạn, mình check in khách sạn xong mình sẽ đi xe này gọi là xe gì, xe túc túc ha, đi ra lại đây để đi massage, đi gọi đầu với chị Phương Dung. Mọi người ở 6125 rồi sao tự nhiên có mình tôi chờ lỗi ở đây, tôi ở 6127 nên tôi ngồi ở đây vậy trời. 6127 chứ kia 6126, 6127 Ủa chị Tường ở với ai? Mình nên chị 6127 nguyên một cao biệt thự. Nói thôi, những chiếc xe sao không biết sao, chiếc xe này có mình tôi lọt lên đây vậy biết đó, thấy chưa, nó đâu thèm trả lời đâu, mạnh ai cũng lấy quay không à quý vị. Thôi thì mình qua phòng mình check in nè, tôi sẽ là người đầu tiên vào đây rồi. Cảm ơn các em. Mời vào. Mình phải mở cửa cái đã, rồi mình phải mở ra rồi mình mới vào được. Wow, đây là phòng của em, đây là nhà của em. Để em kiếm cái tên của em đây. Đây là Miss Cát Tường. Đó, mình vô đúng phòng của mình. Ủa, cái này đâu có vô welcome. Trước khi mình vô phòng mình, bây giờ ở đây cái phòng này còn trống chưa có ai, mình đi review ngày trước. Đây là toilet tập thể. Ấm cửa để cho nó mát nè. Toilet tập thể, có toilet, có lavabo. Đây là cái bàn ăn nơi phòng khách, có bếp núc nhưng chắc chắn ở đây không ai nấu nướng gì. Bởi vì đi nghỉ dưỡng chứ phải đi hành xác. Ở đây là buổi tối, để chiêu chiêu và nhậu cùng nhau. Nhưng mà chắc cũng không có cái cảnh về đây chiêu đâu. Chiêu tập thể ngoài kia là cũng đã mệt lắm rồi. Đây là phòng của ai? Miss Quỳnh Quý và Thùy Khanh. Còn đây, bây giờ mới vô phòng của tôi. Làm lại nè. Nói chứ mình mở gõ cửa mình kia rồi. Mời quý vị đây vô phòng của em. Của em đầu tiên đây là cái gì? Chỗ để quần áo, không có nhu cầu. Ủa sao để quần áo chứ bự dữ vậy? Đó. Trời ơi, toilet. Trời ơi, có bồn tắm nhưng mà mình đi tắm hồ bơi chứ đâu ai tắm bồn này chi. Trời ơi, sao để cho em hai giường để làm gì? Ai mượn? Welcome mà để em hai giường lại không vui rồi. Em ngủ cái giường cho nó to chứ, em ngủ giường nhỏ sao em lăn lộn được. Trời đất ơi, tham lai, tham liếc cái gì không biết nữa, có dễ thương không, cưng không? Trời ơi, coi con mỏ nè. Dễ thương quá ha. Welcome. Phòng mình là view thiên hạ. Rồi thôi xong, bây giờ tôi đi gọi đầu đây. Giờ tôi sẽ gọi điện cho chị Phương Dung. Tôi coi chị Phương Dung có đi với tôi không. Cả nhà, bây giờ em khui cái vali em ra. Mặc dù chị Phương Dung không có ở đây, nhưng mà mọi người ơi, mọi người phải thông báo cho chị Phương Dung biết là cái vali em là cái vali thạch xanh, đúng như những gì hồi nãy em chia sẻ chị Phương Dung. Tại chị Phương Dung ngủ riêng phòng với Cát Tường. Đời, đời đẹp lắm mà nha. Đây, hồi nãy tôi nói là tôi có hai cái nón. Rõ ràng có hai cái nón đi biển ha. Rồi, hai cái nón. Đây, tôi có cái máy đẹp kết tóc nha. Đây, tôi dài để mang đi đám cưới nha. Tôi cao cỡ này thôi. Lùn thì mình chịu lùn chứ cao quá tôi cao không nổi, già cả rồi quý vị nha. Đây, tôi cũng có túi đồ trang điểm gần 2kg. Trong này đầy đủ, không có thiếu cái gì trơn. Xịt nắng, chống gió, chống đồ, cái gì cũng có, đủ đồ trang điểm, tôi vẫn đẹp lung linh. Đây, hộp nữ trang cho những bộ đồng, thấy không? Đây là bịch
không có đem theo cái hộp mà là thực phẩm chức năng Cát Tường uống omega 3 bổ mắt glucosamine nha. Cái này là tại shop Cát Tường có bán nha cả nhà, hãy liên hệ shop Cát Tường hoặc đến trực tiếp sân khấu của Cát Tường 207 Đinh Tiên Hoàng quận nhất sẽ có bán tại đó luôn. Đây Tường cũng chiết ra chai nhỏ để đem theo, mật ong của Úc và tinh bột nghệ của Cát Tường sáng nào thức dậy cũng uống để hỗ trợ đau bao tử và đường ruột, tối nhậu thoải mái. À, đầy đủ nha chị Phương Dung ơi. Chưa hết. Đây, bộ đồ để đi tập gym. Lát nữa sáng mai em sẽ hỏi phòng tập gym ở đâu. Em vẫn tranh thủ đi tập gym đàng hoàng nha. Em không có nói sai. Đây, một cái túi xách mới ngày hôm nay em rất trân trọng. Em chưa hề sử dụng, em mới mua. Chưa hề sử dụng ở một cái event nào. Đợt em đi Úc vừa rồi, mọi người có xem clip thì mọi người sẽ nhớ là Na Uy đã chọn cho em cái túi này. Em đang định để tới sinh nhật em mới xài. Nhưng mà thôi, lâu lâu mới có dịp. Đông anh chị em nghệ sĩ đứt ruột đứt gan lắm á. Đây, đời đẹp lắm mà nha. Đời đẹp lắm mà nha. Hôm nay mới lại là khui hộp, khui thùng nha cả nhà. Nội riêng cái túi này không gần 1 kg rồi. Đó. Phiên bản limited nha quý vị, đừng có đùa. Hết chưa ạ? À? Ha, mới có 1.000 được chưa? Là tất cả những cái phụ kiện. Kế tiếp, khui khui vỏ, zoom vô đó, đầy đủ, cài tóc không có thiếu nha, nữ trang trang điểm đẹp, giày dép dầu thơm mới khui luôn, mới toàn xà banh luôn, thấy chưa, toàn luôn mới không chứ em đâu có giỡn. Còn gì đây nữa? Rồi, ngăn này là ngăn quần áo. Cái này đồ nhỏ mình bỏ qua. Đây, bây giờ em sẽ có đồ bơi, em chuẩn bị thay ra hồ bơi, em đi bơi. Em không có thiếu cái gì hết trơn á. Đây, đầm ngủ đàng hoàng. Rõ ràng không? Đầm ngủ đàng hoàng, em có thiếu. Đây, underwear em cất hoàng bên, một nùi chứ không phải một cái hai cái. Đây là cái đầm dạ hội. À, cái đầm theo như là yêu cầu của đi ăn đám cưới là màu đen. Em còn nguyên mạc, em chưa khui nha cả nhà. Đầm nguyên mạc màu đen. Em dạo này lịch sự lắm, em chơi đồ kín đáo, em không còn hở hang nữa. Đầm dài, giờ phải đem bánh ủi nè. Bonus thêm tại chương trình đám cưới là trắng và đen à, em vẫn đem theo màu trắng luôn. Hai cái đầm, em nói em cái 5 cái đầm nè, em kiểm tra cho mọi người đủ 5 cái đầm nha. Một cái đầm, hai cái đầm, còn này để mặc đi chơi, lát nữa đi ăn đi uống vẫn đủ, mà nhiều khi dư đầm luôn á. Ba cái đầm đi biển cho nó bung xõa. Bốn cái đầm nha chị Phương Dung. Chị Phương Dung ơi, em 6 cái đầm lớn chứ không phải là 5 cái đầm như em chia sẻ với chị nha. Nhưng mà cái đồ em đi du lịch là cái đồ gọn lắm. 5 cái đầm. Và cuối cùng 6 cái đầm. Vậy có phải đây là cái holy thần thánh của Cát Tường chưa ạ? Do là Cát Tường với đồ mình rất là gọn gàng á, mình không có cần quá cầu kỳ. Nói chung là những cái đầm này em đều có thể là mang đôi giày đen cũng được, mà mang đôi dép trắng để đi trên cát cũng được luôn. Đâm ra là em mới theo 6 cái đầm thì một cái mặt trên người nữa là 7 cái đầm rồi, đi có 3 ngày thì vậy thôi, có 2 ngày rưỡi à. Đúng quý vị, đó. Rồi đám cưới thì là yêu cầu trắng đen thì em có một bộ trắng một bộ đen luôn. Thấy chưa? Ok chưa? Chị hài lòng chưa chị Phương Dung? Em sẽ gửi clip này đến chị. Và em thấy không, em không có thiếu bất cứ cái gì hết nha chị nha. Bây giờ em đi thay đồ và đi bơi đây. Ok. Kính thưa quý vị, em là con người tò mò. Em đã khám phá được đây là một cái view không cần phải đi đâu xa. Em đây đây đây. Wow. Đây, xin mời cả nhà xuống hồ. Hồ của phòng em. Đi thôi. Trời ơi, thôi tôi bơi đây. Trước khi xuống hồ thì em xin một vài tấm hình check in trên bờ hồ cho nó đẹp thế nào. Rồi, cố gắng cho tôi là tấm hình đẹp đẹp đi xuống hồ bạn ơi. Mình tấm ảo và bây giờ thì em chỉ bơi thôi. À, nãy cái phòng bên đó là phòng mình luôn nè. Người ta vô phòng ngủ hết trơn rồi. Ta còn chụp hình sản phẩm nữa. Lát là sáng mai mình cũng ra chụp hình. Ô, mình chưa chụp hình cái ghế này. Sao mình chụp hình uống cà phê xanh. Ủa, đâu có đem cà phê nè. Hồ này á hả, xải có ba xải tới bên kia hồ rồi, chắc đi bơi còn 80 vòng luôn.
Này gọi là bơi đỡ ghiền không quý vị? Mọi người đi ngủ hết trơn rồi, có mình em bơi à. Này là bơi chó nè. Buồn quá, không có ai chơi chung chứ. Phòng gì buồn đi ngủ hết trơn. Không, chắc mình mới bơi khoảng 10 vòng thôi, phải lên ngủ. Lấy sách tối mới có sách tối, bị người kia ép uống là xỉn chết. Rồi, và bây giờ là 6 giờ chiều rồi, tụi em đi ăn tối đây cả nhà ơi. Diễn với mọi người ơi. Mình là người đứng sau. Nghe nè mọi người, mình nghệ sĩ đi cài sao vô mà dọn cơm chiên lên đầu tiên vậy mọi người? Mà sao tôi chưa, tôi mới có quay qua quay lại cái dĩa cơm chiên nó gần hết rồi. Ủa, tôi chưa ăn con nào luôn á mọi người. Rồi, ủa mình đãi ăn chay hả mọi người? Hả? Ú hồn, ú vía, giờ mới có con cá nè. Bật sao rồi tắt lửa làm chi vậy mọi người? Tại vì nãy nó sôi. Nãy nó lớn. Ngoại ơi, ngồi xuống ngoại ơi, ăn gì vừa đó ngoại ơi. Ngồi xuống đi ngoại ơi. Tém tém lại ngoại. Lần ơi uống đi em, lần uống đi em. Sao đừng dọn cơm trắng trước mặt tôi nữa? Sao vậy? Ngay chỗ chị mới chịu. Sao cứ bưng cơm ngay trước mặt tôi không vậy? Ôi ơi, không được rồi. Khi mà mọi người ra Phú Quốc thì đây là một bữa ăn tối thân mật của gia đình mình thôi. Dạ. Một vô. Mai giờ chính thức vào cái tiệc chính thức là tiệc wedding của Hà Chú Văn và Thanh Đoàn tại Phú Quốc. Thì hy vọng rằng ngày hôm nay thì mọi người thật là vui vẻ. Và qua một lần nữa thì qua chiếu đài cũng cảm ơn tình cảm của tất cả các anh chị em, bạn bè. Đặc biệt là đặc biệt là thật sự mà Văn nói là Văn không nói, không thể mà biết nói gì hơn là thật sự là đặc biệt là những cái tình cảm này quá lớn đối với quan chế đoàn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì quan chế đoàn cũng có một cái món quà nho nhỏ. Thật sự là món quà này ngồi đi đám cưới có quà luôn cho mọi người. Để tối nay nếu ai không có cặp có đôi thì cũng có món quà này ôm cho đỡ buồn đỡ tuổi. Còn ai có cặp có đôi rồi thì món quà này nó sẽ tạo thành một cái động lực. Quà gì nghe hấp dẫn vậy? Dạ thì cái món quà này thật sự là cũng được sự ủng hộ của một người anh mà Quang trong mùa dịch cũng cùng với Quang cũng đi chinh chiến cũng khá là nhiều. Mà Quang gọi là một người bố nhưng mà thật là rất là trẻ, đó là anh Duy của Chăn ga gối nệm Edena. Dạ. Rồi tặng chăn ga gối nệm ha hay gì? Trời ơi, gối tình yêu nữa, gối trái tim nữa. Trời ơi. Trời ơi, là tôi lấy trái tim này chi? Hay dễ sợ, thích dễ sợ. Nó nghe nè, nó nghe nè Duy ơi, mặc dù nó rất là nhỏ bé nhưng có thể mua được, nhưng mà đây là phòng của em. Đi tên đi đồ mà chu đáo quá à. Khanh ơi, em ngồi đâu? Còn cái vỏ nữa. Ủa mới đây mà. Rồi ngày mai mình ra sân bay cái là ê hề nha Bay ơi. Mình để lên cái này nè, mình để lên gì nè, mình để lên cái vali đó. Mình nhảy đi. Ôi. Để cái này nha các bạn ơi, còn cái này là quảng cáo nha các bạn. Cái này 30 giây quảng cáo nè. Bạn ơi, phía này là 30 giây quảng cáo nha, Edena. Tại lúc đăng ký á, lấy tên mà chứng minh nhân dân của tôi á, cho nên giờ ghi tên hiện rồi, tên nghệ danh của tôi mừng muốn chết luôn. Rồi. Giờ ghi chú Quỳnh Công Tài cũng xỉu á. Đúng rồi đúng không? Chị tính tin của em hả? Không, chị tới chị coi cái nghệ danh coi đúng không? Để chị đổi cho em. Ủa, chị đổi em không? Giống như ông con đi đâu vậy? Cái gối đôi. Cái gối đôi có nghĩa là vô. Đám cưới bé Dân ai đi sẽ được cái gối đôi. Yeah.
Có nghĩa là cho dù mà có cãi nhau không thích nhau thì vẫn nằm chung một cái gối. À, không thể tách rồi. Ý nghĩa là không thể tách rồi. Không thể tách rồi rồi. Vậy là đám cưới đi, còn đám cưới đi hiền. Em muốn cái gì? Năm sao? Cái mùng đi. Mình lên trước trình liền. Trình liền năm sao là cái gối gì? Có gì anh? Cái mền. Cái mùng đi, cái mùng đi, cái mùng. Cái mùng đó. Đám cưới rồi á. Chị yêu Cát Tường. Trời ơi, chị tính ảnh cho em Cát Tường, tính cho em cái màn đỏ được không? Cái màn luôn được không? Có bán cái mùng không? Trời ơi, bán cái mùng đó. Cảm ơn rồi, đúng rồi. Nè, chị Cát Tường, đám cưới em này chăng nguyên cái mùng đợi em luôn. Không lấy cho em cái ca đó chị, tại cho em còn nguyên đó. Cái ca đó. Còn nguyên là để chị Dung. Còn nguyên. Nè, chị Dung nè. Hồi nãy giờ ai cũng có, tôi còn ở tụi người ta, tôi chưa có. Nói chị vậy là chị chưa yêu rồi, chị chưa yêu tới rồi, không thở, không thở. Ủa chứ với cái chị hơn, chị không thở mà. Còn thở nhưng không được yêu. Năm có em có đặt cái gối không? Vì mang qua nhà chị tặng có bụng 10 á. Chị nhớ nhưng mà bây giờ cái gối còn thở còn yêu mà. Phải có thôi. Chị còn thở mà em. Phải có thôi, còn thở là còn có. Mà nãy giờ gần hết rồi chưa thấy tao rồi hết. Có nóng chị ơi. Nóng là tiền đi đó chị. Có dạ con có rồi. Dạ. Ủa? Trời vô. Ở đây là bàn lớn này nè một. Rồi. Bàn này mới là bàn giữ nè. Bảo đi làm ăn dành rồi. Đồ. Dạ con chào, ủa em chào chị. Em mời chị uống cái mùi đi. Nãy em đi bàn nào? Tặng cho anh một thùng nhang cho anh. Được. Rồi cho một cái thẻ VIP. Hết về ăn viên luôn. Hết rồi. Rồi. Bữa hôm là biết. Rồi hết rồi. Rồi. Rồi tặng cho anh một cái thẻ VIP vị trí mặt tiền. Vị trí mặt tiền trên cái chung cư. Nghe chưa? Là cái nội dung gì chị chưa biết luôn. Sớm muộn gì cũng phải có à. Vậy thì chú ý gan như vậy. Ý là em đi giải thích. Em đâu biết uống này đâu. Đâu thì em đi đi uống cái này. Ừ mà đưa tôi giấy. Chị cũng đi mời thôi. Ừ. Rồi cả bạn, cảm ơn cái gối anh nha. Quá trời đẹp. Bảo đảm là bảo đảm năm nay là Cát Tường là sẽ có chồng. Sẽ có chồng. Cát Tường năm nay có chồng. Năm nay có chồng hả? Có cái gối là có chồng. Đứng con chậu sao uống gì mà buồn bã vậy. Em ơn chị. Chị trời ơi, chú hả? Chú luôn. À, một thùng nhang dưới một cái thẻ VIP mặt tiền. À, hướng đông đi em ơi. Hướng đông luôn. Hướng đông đại sáng đó. Nó mát phải không? Một trời. Hãy nó có một cái chung cư là đẹp để bài vị luôn á. Tốt. Đúng rồi. Là sớm muộn thì tụi mình muốn phải lên đó thôi. Không vợ gì rồi, không bị. Đúng rồi. Thuộc quyền sở hữu của em. Đúng rồi. Có nghĩa là em đã tính sẵn là em nhất là chôn chứ không có thiêu. Thiêu bây giờ hữu gói. Thiêu bây giờ hữu gói. Đó. Thì đó sẽ tặng cho cái thẻ VIP chị em mình coi như là hướng đông. Đó. Cái đó không bị bốc dở như giờ, giá bất động sản giờ cúng lên. Trời ơi là trời, ra cái ăn đám cưới. Đặc biệt, 49 ngày là được thầy cúng rồi, cúng liên tục. Là bao vui, đúng chứ, là bao vui, hết đầu là vui. Thôi để tao đi nhậu cho nó, tự nhiên đi nhậu rồi, tự nhiên. Đúng rồi. Nói tới cái chuyện gì đúng rồi, không? Đúng rồi, 49 ngày có mua lần luôn. 49 ngày có mua lần luôn. Em trước đi, em trước đi. Chị sống dai lắm, chị có quỷ già. Không tự nhiên 92 tuổi mới chết lắm. Thì chúng ta làm cái chuyện đó ở đây. Có được. Thôi chị chén qua đây nha chú. Ủa? Trời ơi trời ơi xui nha. Chơi chơi gì nói lại đi. Chơi gì là 1, 2, 3 vô. Ai vô. Ai mà cuối cùng là người đó hả? Kéo dài chứ vô. Kéo dài chứ vô á. Thả cái quà. 1, 2, 3 vô.
là lâu nhất luôn. Không có chơi môn này. Môn này sao chơi lại anh Bạch được. Thưởng lon bia cho em làm được rồi. Chúc anh đua nha. Để nổi lên lon cho lạnh. Cho đi. Bây giờ em tạo em gọi anh làm cái. Rồi em mới nói. Rồi. Cần mặt bằng, cần sân khấu thì luôn giảm giá 50%. Còn buổi chiều chiều tối lạnh tới sân khấu chị chưa có bán nhậu luôn. Đường đặt bàn ghế ra, ra đây chơi. Ủa nhưng mà cái khúc đó là khúc nào chị? 207 Đinh Tiên Hoàng xuống dưới góc chân cầu bông. Dạ rồi. Đinh Tiên Hoàng với chợ thị sáu. Dạ rồi. Đó, dạ rồi. Canh. Thấy chưa? Có điểm mặt này nè, đó 1, 2, 3. Quýnh Dương Thịnh, Quýnh Dương Thịnh, Quýnh Hữu Lộc. Điểm mặt từng đứa một. Dung chưa ghé quán em ấy, chị Dung chưa ghé quán em, dạ. Nói chung là tại là đang hỗ trợ nghệ sĩ hôm nay liên quan sân khấu nè, trong áo tập nè, sân khấu đi diễn nè, chương trình ca nhạc game show bất cứ vân 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 vân, sân khấu đẹp, âm thanh ánh sáng hát live thoải mái, có phòng tập trên lầu, live stream showroom, ra mắt khách hàng, ra mắt sản phẩm hội nghị lớn chị 250 khách. Nữa. Nó nói ai có trái tim còn thở ra chụp hình mà mình nóng ra không lẽ mình bắt thở. Phải ra thôi. Tao phải ra thôi. Cả nhà ơi, ai có trái tim yêu thương? Ai có trái tim yêu thương cả nhà cô ạ? Cô ấy nói rằng cuộc đời có cái gì mà phải đau khổ, cuộc đời kệ có cái gì sau đây là bài hát chuyện thường xảy ra. Ngủ đi em, ngủ mà ngủ đi em, mấy bạn nhậu với em rồi hết rồi. Vô anh đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi, ngày tháng dần quên đi thôi, chuyện thương tình. Trời đất ơi, ăn nhậu gì mới có 9:30 à mà
mà lên xe dễ trơn đạp không kìa, còn tháng hai hứ. Mình về tháng hai thì thay đồ kìa. Mình về mình thay đồ mình đặt ngay. Ủa rồi chị ngồi đâu rồi chị ngồi đây. Cưng quá à, tự nhiên giờ này ăn uống say xỉn rồi tự nhiên chú rể đi hỏi mọi người. Rồi không ai phụ chú rể ha trời. Chú rể đi từng người hỏi ngày mai ăn xế món gì. Chú rể nốt lại đặng mai phục vụ. Cái gì mà chu đáo dữ vậy trời. Cái gì cực khổ dữ vậy trời, trợ lý đâu. Em ăn gì, hamburger gà, hamburger bò, hamburger tôm, mì Ý. Trời ơi, hamburger gà, hamburger bò, hamburger tôm với mì Ý. Mì Ý Bagetti, mì Ý sốt thịt bò. Giờ đi hỏi nha Mơi là mọi người ăn gì đó cả nhà, dễ thương không? Ôi em tỉnh quá trời tỉnh luôn, ăn nhậu gì mà tỉnh quá tỉnh luôn. Mấy đứa trẻ nó già, mấy đứa trẻ nó xỉn hết trơn. Ủa chị, em rất tỉnh đúng không? Tụi mình kỳ cựu á, tụi mình là mấy con quỷ già á. Em rất tỉnh. Đúng rồi chị cũng rất tỉnh luôn, mà sao tụi nhỏ nó xỉn? Tụi nó yếu quá. Yếu, tụi trẻ bây giờ yếu quá, không có tập thể lực. Như anh chị đây là một ngày tập gym 8 tiếng. Đúng rồi. Chạy bộ nè, đánh tennis nè. Giống như là Quốc Thuận là còn chơi à, tennis nè, góp nữa ghê không? Thôi, YouTube của ai người đó nói thiệt, còn ngoài ra không ai nói thiệt.